Thưa quý vị, nhiều năm nay, khu vực trung tâm xã Thanh Lương, thị xã Bình Long luôn là một trong những điểm tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Nguyên nhân chính do một số hộ buôn bán kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, lấn chiếm hành lang dành cho người đi bộ. Đội thanh tra giao thông phụ trách khu vực này cũng đã nhiều lần cùng các cấp chính quyền vào cuộc, nhưng thực tế vẫn đâu lại vào đó. Hiện có hơn 100 hộ đang kinh doanh dọc khu chợ Thanh Lương. Trong đó có nhiều hộ đang kinh doanh buôn bán dọc hai bên quốc lộ 13, đoạn qua trung tâm xã Thanh Lương, lấn chiếm hành lang lộ giới, lấn chiếm phần đường dành cho người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông. Đây là một trong những điểm đen về mất an toàn giao thông được chính quyền địa phương nhận biết từ lâu, nhưng chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Mấy anh nhắc nhở thì mình cũng chấp hành theo, nhưng mà những lúc cũng hay sơ sót, sẽ dọn dẹp. Em sẽ dọn trả lại lòng lề đường. Tôi chỉ mong là làm sao mà giữ được đúng cái hành lang an toàn giao thông, và mong là chính quyền có cái sự nhắc nhở, mà nói đúng là có hành động mạnh để người dân coi như là chấp hành tốt cái an toàn giao thông, làm sao mà thông thoáng là con đường để cho người dân đi lại không bị tai nạn. Bởi vì chính cửa nhà tôi cũng bị mấy lần tai nạn rồi. Địa phương thì cũng đã tổ chức nhiều đoàn, nhiều lần đó, tổ chức tuyên truyền vận động các hộ. Đó, và nó có đôi lúc là cũng đã áp dụng những cái biện pháp là thu giữ đó, một vài cái vật dụng đó, như cái dù, cái cân đó. Và tuy nhiên ở đây thì về cơ bản thì người dân nó thực hiện cơ bản là tốt, nhưng tuy nhiên cũng có một vài trường hợp cố tình chây lì đó, và cái biện pháp tới đây thì báo cáo các đồng chí là cũng đã phối hợp với thanh tra giao thông của tỉnh đó, là chúng tôi hàng tuần và thứ ba hàng tuần tổ chức lực lượng tại chỗ của xã phối hợp cùng với đoàn của thanh tra đường bộ đó, tiến hành nhắc nhở, và nếu những cái hộ đã nhắc nhở rồi mà còn cố tình thì sẽ áp dụng cái biện pháp xử lý hành chính. Hơn lúc nào hết, các cấp ngành của địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa để khu vực trung tâm của Thanh Lương không còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông như đang hiện hữu.